Chúng con cung kính bái bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ, Thầy trụ trì cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại Chùa Huệ Quang thuộc thành phố Glen Allen, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị được biết tin này hồi nào? Mới tối hôm qua. Chưa đầy 24 tiếng phải không? Thì thật ra thì trong chuyến đi này, Pháp Hòa đã có 10 ngày Phật sự tại Florida. Và trên đường về thì đi ngang đây thì tấp vô định thăm Thầy trụ trì. Bởi vì cũng đã 12 năm rồi không có trở về lại chùa Huệ Quang, không có dịp để thăm Thầy trụ trì. Và trong lòng thì rất thương quý Thầy, cho nên lần này về đây thì định ghé thăm Thầy. Thì không ngờ Thầy cho biết là có Hòa Thượng Viện Chủ đang ở nhà. Và sẵn dịp Thầy cũng nói thôi thì sắp xếp để cho các anh em sinh hoạt rồi cùng quý Phật tử một đêm. Thành thử khi nhận lời rồi thì Thầy thông báo ra ngoài. Thì thật ra thì trong một khoảng thời gian rất ngắn mà đại chúng đã hay tin rồi cùng tối nay về đây thì đông đủ như thế này cũng thật là ấm cúng. Thì đây là một cái đêm gọi là không có dự trù trước gì hết, nhưng mà mình cuộc đời đủ duyên thì nó có mặt, phải không? Và đồng thời có những cái mình không muốn mà nó có mặt, thì cái này đúng nghĩa là surprise và big surprise. Và có một điều Pháp Hòa rất là vui là bởi vì được gặp lại Hòa Thượng Sư Ông sau khoảng 7-8 năm. Sư Ông qua bên Canada lần đó cho đến bây giờ Pháp Hòa không có dịp gặp lại Ngài. Hôm tháng 11 vừa rồi về ở trên vùng này, nhưng mà cách đây khoảng tiếng mấy, nhưng mà Pháp Hòa đi trước bởi vì Pháp Hòa có chương trình, thì chỉ ở chùa Pháp Nghiêm được có một ngày thứ sáu thôi. Chương trình khánh thành là thứ bảy chủ nhật thì Pháp Hòa không có lên được, không có ở lại được. Thì hôm nay được về đây để thăm đại chúng. Thì sư ông và thầy trụ trì dạy rằng thôi thì lên thăm quý Phật tử, chia sẻ đôi điều để cùng sách tấn với nhau trên đường tu tập. Và để cho trước khi Pháp Hòa nói cái này thì bà xin hỏi là can I have a question that is anyone here who only understand English, or you understand English more than Vietnamese? Can I see your hands? Okay. So I will speak Vietnamese first. If we have some time left, I will try my best to summarize my talk in Vietnam in English. How is that? So now you can sit and try your best to understand Vietnamese. And this is also a good contest for you to see how much Vietnamese you have. Thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng ta, ai làm việc gì thì cũng mong mỏi rằng cái việc đó mỗi ngày mỗi phát triển tốt đẹp. Không ai trong chúng ta muốn cái việc của chúng ta mỗi ngày mỗi xấu hơn. Dù đó chỉ là cuộc sống thường nhật của mình, hay là việc học hành, việc hạnh phúc gia đình, giao tiếp bạn bè, công việc làm ăn, và ngay cả khi chúng ta đi trên con đường tu tập. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ khởi cái tâm chúng ta muốn, mà chúng ta không có chịu khó thực hiện một số những cái công việc, thì cái việc đó nó khó thành được. Trừ khi nào mình là có cái phước đức nhân duyên lớn thì mình không cần làm gì hết mà nó tự có. Nhưng mà cái đó là nói vậy thôi, chứ mình đã từng làm. Còn trường hợp á, nếu mình muốn làm việc gì thì cái đầu tiên nhất là mình phải khởi niệm, tức là mình phải phát cái tâm. Chẳng hạn như chiều hôm nay nè, rồi nghe được cái tin là Pháp Hòa về đây
để có buổi nói chuyện. Nhưng nếu quý vị không phát cái tâm đi thì đi làm về mệt quá thôi ở nhà, hoặc là mình có lý do nào đó mình cũng không cất thiết phải đi. Nhưng mình khởi cái tâm rồi thì mình muốn đi, mà hãy đi thì phải đi cho tới hay đi cho lui, đi là phải đi cho tới. Và khi muốn đi tới như vậy á, nếu người nào đã rành đường thì cũng phải đi trên con đường mình đã biết. Còn nếu ai không biết đường thì phải lập tức Google để xem coi cái tuyến đường từ nhà mình đi tới chùa Huệ Quang là bao xa, có phải không? Như vậy, nếu nhìn cho kỹ thì tất cả chúng ta đều phải nhìn lại cái chỗ làm của mình để đưa đến cái kết quả tốt. Chúng ta thường thích cái quả, nhưng mà chúng ta quên rằng chúng ta thường tạo cái nhân, nhưng mà chúng ta quên rằng cái kết quả nó sẽ như thế nào. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy trong kinh á, việc làm gì chúng ta phải có một cái tinh thần tỉnh giác, không thể lơ là. Thí dụ mình đi trên một cái con đường, mình lái xe mà dù có con đường nó trơn tru nhưng cũng phải cảnh giác. Tại vì mình lỡ mình ngủ gục á, một giây phút nào thôi thì cái tay lái mình nó lạc liền. Và rất nhiều những cái tai nạn xảy ra trên đường cũng do mình lạc tay lái. Có thể do buồn ngủ, hay là mình do mình bấm đường, hay bất cứ một lý do nào. Vậy mà vì vậy cho nên thời gian sau này là người ta không có cho mình trong khi mà lái xe mà nói phone nè, trong khi lái xe mà mình lại bấm GPS nè, gọi điện thoại nè, hay là thậm chí lục đồ ra ăn. Tại vì trong nhiều khi mình nghĩ không có gì, nhưng mà cái giây phút lơ là đó nó xảy ra cái tai nạn. Thì thường thường á, cái việc gì nó xảy ra rồi á, người ta bắt đầu mới cảnh giác. Còn thường khi mình làm mình ít có cảnh giác. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Đức Phật thấy rằng á, mình đã từng thấy những cái chuyện nó đã xảy ra thì cảnh giác, phải không? Và khi mình đã thấy rồi nhưng mà mình nghĩ chắc mình không sao đâu, nhưng mà đôi lúc mình bị thì mình nói tôi không ngờ tôi lại bị như vậy, là tại vì mình thiếu cái tư duy. Cho nên Đức Phật còn dạy trong kinh thêm một câu là mình phải làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta muốn cái quả xấu nó không có thì chúng ta phải cẩn thận từ cái nhân. Nếu mình không muốn đi lạc đường thì ngay cái khúc đầu tiên mình quẹo là phải quẹo cho trúng. Mà quẹo không trúng thì sao? Thì sẽ trật đường. Ngay cái khúc mình khởi điểm là mình đã phải có cái sự suy tư. Mà nếu không có cái suy tư đó thì việc làm nó không thể thành tựu. Cho nên làm chủ là vậy đó. Làm chủ nghĩa là mình có thể làm chủ mọi cái công việc mình muốn. Muốn đi đúng đường thì phải quẹo cho đúng chỗ. Cho nên đệ tử Phật, mình là Phật tử, mình gọi mình là Đạo Phật, thì cái trước tiên là quy y Phật và quy y Pháp. Nghĩa là chúng ta trở về nương tựa với cái con đường, với chân lý, để con đường đó dẫn dắt mình đi cho nó đúng. Cho nên cái đầu tiên là mình phải có cái tinh thần tỉnh giác. Lơ là mình sẽ bị mất liền. Quý vị ở đây có ai từng làm mà nấu sữa đậu nành mà để làm đậu hũ? Mình nếu mình nấu sữa đậu nành á, mà cái lúc mà mình thấy nó bắt đầu nó sôi dâng lên á, là mình phải lập tức chuẩn bị tinh thần nha. Mình chỉ cần á, trút cái thạch cao hay là cái muối vô để cho nó đông mà nó thành đậu hũ đó, mà mình trễ một chút thôi là nước đậu nành nó trào ra liền. Mà nó trào ra một cái rồi là rất cực để khi phải dọn dẹp trở lại. Và lúc nào nấu sữa đậu nành mà để làm đậu hũ, đến cái giây phút đó là hồi hộp lắm. Tại vì đôi khi mình không đủ cái nhanh nhẩu để mà mình tắt lửa cho kịp, trút cái thạch cao vô quậy rồi là phải tắt lửa cho kịp, để không thôi nó trào ra, mà nó rất nhanh. Thỉnh thoảng mình nấu một cái nồi gì đó, mình đậy nắp, rồi mình quên một cái là làm sao? Nó trào liền. Cho nên mình quên cái vấn đề là ở cái chỗ tỉnh giác. Mình phải có, mình nói theo thế gian là đề cao cảnh giác. Pháp Hòa nhớ ở trong cuốn Thiền Lâm Bảo Huấn,
Thì cái quyển đó cũng có nói một cái chuyện nhỏ nhỏ vậy đó. Người xưa muốn cảnh tỉnh ban đêm phải có người đi gõ gõ. Quý vị có coi con tàu không? Có người đó, người ta cầm cái bản gỗ phải không? Đi được chừng 10 bước, 15 bước cho đây. Đề phòng hỏa hoạn, coi chừng ăn trộm. Đi dài cái gõ cốc, cốc, cốc. Tại hồi xưa không có security, không có cảnh sát lái xe vòng vòng ở những cái khu vực nguy hiểm. Thì người ta để làm gì? Nếu mà ở đâu đó có ăn trộm, có thích khách, thì họ nghe cái tiếng đó, họ cũng phải biết là có người để ý họ và nhắc chừng. Ai đó người ta đang ngủ, người ta nghe tiếng đó, người ta cũng có cơ hội người ta giật mình vậy. Thì chúng ta cũng vậy. Quý vị thấy có nhiều khi á, mình tu tập á, mình tu tập mà thiếu cái sự nhắc nhở đó, đôi khi mình bị xa vào cái đà đó mình không biết. Nhất là khi mình đi làm Phật sự, mình có một chút danh, chút lợi, là mình sẽ bị cái danh lợi nó lôi cuốn, mà chúng ta quên rằng chúng ta đang làm Phật sự. Có đôi khi chúng ta vì bảo vệ cái danh tiếng của mình, cái uy tín của mình, mà chúng ta lại hơi quá đà trong cái tinh thần Phật sự. Mặc dù cái đề mục, cái tiêu đề của chúng ta nhắc nhở mình là làm Phật sự, nhưng mà nếu không có cảnh giác thì cái Phật sự đó có thể nó thành ra ma sự. Cái hạnh phúc của gia đình, nhiều khi mình không có đề, không có cảnh giác, bởi vì chúng ta vẫn còn là phàm phu. Mà hễ mà mình rong ruổi đi chơi mà quên cái cảnh giác, mình sẽ bị cuốn hút vào đó. Đôi khi mình quên mất cái bổn phận, mình là một người chồng, mình là một người vợ, mình là một người đã có gia đình, có con. Tại vì cuộc chơi nào nó cũng dễ cuốn lôi con người. Và trong kinh Bách Vụ cũng dạy cái câu chuyện là người đó muốn đi tới cái điểm đó, nhưng mà trên đường đi thì có nhiều cái chỗ vui, họ tấp vô chỗ này một chút, tấp vô chỗ kia một chút. Thì với cái tinh thần mà thiếu cái tính chuyên nhất á, dễ bị chi phối. Cái này gọi là gì? Gọi là phan duyên. Phan duyên đó là gì? Cái tâm mình nó phóng theo những cái duyên. Đó là lý do tại sao người tu phải thúc liễm mình bằng y, bằng giới, bằng những cái sự mà tu tập hàng ngày. Tại vì đó chính là những cái giây phút chúng ta thúc liễm mình. Ví dụ như buổi sáng ngủ dậy, thường mình ngủ ngon nhất là cái giấc từ 3 giờ cho tới 7, 8 giờ sáng. Có thể đầu hôm mình mất ngủ. Tới gần sáng là khoảng 3, 4 giờ là bắt đầu mòn mỏi rồi. Và bắt đầu là sẽ thiếp, bắt đầu ngủ ngon. Khổ nổi trong chùa giờ đó bắt dậy. Tại sao? Tại vì Ngài không muốn mình, hễ cái giờ nào mà người ta ngủ ngon nhất thì người tu không được đắm chìm. Không được đắm chìm. Vì vậy mà cái giác mà 3, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng thì các tổ ngày xưa bắt phải ngồi dậy. Mà thậm chí là ở trong chùa những thiền viện xưa, chúng mà đông là cứ 2 tiếng là có người đánh chuông lần. 2 tiếng là có người đánh chuông và các ngài đề ra những cái bài kệ. Canh 1 tụng bài kệ gì, canh 2 tụng bài kệ gì, canh 3 mà đọc dài cho tới canh 5 luôn. Mà canh 5 tức là khoảng giác 3-4 giờ sáng. Rồi đầu canh đó, tức là 8-9 giờ tối, giờ này là đi ngủ đó. Giờ đó là bắt đầu lên cái thiền sàn, ngồi thiền chuẩn bị đi ngủ là bắt đầu hô canh. Tới 5 canh mà. Cho nên mình mới hay nói gió mùa thu mẹ ru con ngủ, 5 canh chày mẹ thức đủ vừa năm đó. Thì ngày xưa trong chùa 5 canh ngủ đó cho mình ngủ, nhưng mà không cho mình đắm chìm trong một giấc ngủ miên man cả nhiều tiếng. Ngủ phải tỉnh, ngủ là phải tỉnh. Cho nên người tu hay cuộc sống của chúng ta thỉnh thoảng phải có những cái phản tỉnh, để mình nhìn lại, mình nhìn lại cái cuộc sống của mình, bất cứ việc gì mình làm. Tại vì vậy mà học sinh trong trường nó cũng có chương trình là review. Sắp sửa học xong một lesson thì cô giáo sẽ cho một cái quiz. Mà muốn làm một cái quiz tốt là phải review. Sau mấy lần cái, sau bao nhiêu cái quiz là sẽ vô một cái exam. Nhưng mà cái quiz, cái test đó để làm gì?
Cái small test là cái quiz đó để làm gì? Để testing. Coi coi cái sở học của mình về cái chương đó mình hiểu được tới đâu. Nếu không là phải lập tức học cho kịp để chuẩn bị cho exam không bị thua sút. Người ta có phương pháp dạy của người ta. Thì Đức Phật hay là trong chùa các tổ cũng có phương pháp hướng dẫn cho đệ tử để cho cái đời sống của chúng ta không bị lùi. Ở bên chùa Pháp Hòa, sáng Chủ Nhật á, là toàn chúng thức dậy công phu. Nhưng mà hồi đó mấy chú còn nhỏ thì Pháp Hòa du di có thể là cho mấy chú sáng ngủ dậy đi học, hoặc là bữa nào cái tuần lễ nào mà test á, là được nghỉ công phu sáng, nhất là mấy cái mùa thi á, để học bài. Và sau đó thì cuối tuần là bắt buộc lên tụng kinh. Nhưng mà Pháp Hòa sợ mấy chú lên tụng một thời kinh dài quá ngủ gục, cho nên Pháp Hòa bày ra là cứ mỗi sáng Chủ Nhật là lại sám hối, lại vạn Phật. Lại làm chi? Để tỉnh. Tại vì nếu mà mình đứng lên đứng xuống về có buồn ngủ cỡ nào cũng phải tỉnh hết á. Thành nếu mà ngồi chỗ mà tụng là thế nào, nghĩa là rớt dùi chuông, rớt dùi mỏ lúc nào cũng phải. Cho nên là phải đứng lên đứng xuống để lại. Để làm gì? Cũng là một thời khóa, nhưng mình biết sáng tạo cái thời khóa, mục đích là để làm sao tỉnh giác cái người tu. Thì tại sao chúng ta phải có những chương trình học Phật, tụng kinh, ngồi thiền, đủ thứ để làm gì? Để đưa cái sự tỉnh giác của mình lên cái cao độ. Mắt tai mũi miệng của mình hằng ngày không có tỉnh giác, mình sẽ giận nhiều hơn, mình nhìn người này mình thấy ghét, nhìn người kia mình không ưa, tại vì mình quên phòng hộ. Và vậy cho nên Phật dạy mình tu phòng hộ không có nghĩa là mình đóng mắt mình không nhìn ai hết, nhưng mà mình biết cách nhìn như thế nào để cái nhìn của mình nó không sanh ra những cái phiền não, những cái hờn giận, những cái pháp mà nó làm cho mình tâm mình khởi lên bất thiện. Thì Phật dạy đầu tiên nhất là phải có tinh thần tỉnh giác. Đừng có lơ là, mình chưa có chứng thánh thì không thể tin cái tâm mình được. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy như vậy. Quý vị nhớ cái câu chuyện nhỏ hay kể đó. Cái ông mà ổng làm quan liêm khiết quá, cho nên ổng đâu có tiền, đâu có ăn hối lộ. Đến khi mà ổng về hưu thì người ta trân quý cái thanh liêm của ông, cho nên người ta mới tặng quà cho ông. Nhưng người ta không dám hỏi ông, tại vì sợ bị từ chối. Cho nên mới tới gặp bà vợ ông, hỏi ông tuổi gì. Bà vợ nói ông tuổi Tý. Rồi thì người ta mới tặng cho một món quà. Đến khi về quê thì không có ăn hối lộ, mà cho nên đâu có dư tiền. Mà sao ngày nào ổng cũng thấy đầy đủ bữa ăn. Ổng nghĩ là về quê là ăn thanh đạm lắm, không ngờ là bữa cơm nào cũng đầy đủ. Chừng đó ổng mới hỏi bà: cả đời tôi thanh liêm không có vơ vét của ai, thì tôi về quê tôi nhớ tôi đâu có đem tiền nhiều, mà ở đâu mà bà có tiền bà mua thức ăn hoài vậy, ngon nữa. Thì lúc đó bà mới nói thiệt. Bà nói hồi đó tại ông vậy đó, bởi không có tiền. May là bữa đó có người hỏi ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tý, người ta mới tặng cho tôi một con chuột bằng vàng 24. Rồi giờ vậy tôi cắt nhỏ tôi bán mới có tiền để mà nuôi ông, chứ ông khó ăn. Ông đã khó ăn rồi mà giờ mà tôi không có tiền lấy về tôi đi chợ. Ông nghe xong ông đập bàn cái râm: tại sao bà không nói tôi tuổi Sửu? Quý vị hiểu câu chuyện cái con Sửu là con gì? Trâu. Mà trâu là nó với con chuột nó ba lớn. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình khi ở một cái hoàn cảnh nào đó, cái tâm tham mình vẫn có thể khởi lên. Cho nên nhiều khi mình tu tập mình nói: ôi tôi bây giờ hết tham rồi. Có thể mình không tham nhỏ thôi. Cái gì tham lớn lớn mình tham, mình không có tham vặt vảnh nữa, mình tham bự bự thôi. Nhưng mà đôi khi tham nó có nhiều ngõ ngách. Thí dụ có thể mình không tham tiền, nhưng mình tham danh. Mình không tham danh, mình tham lợi. Mình không tham lợi, mình tham ăn. Tại vì căn bản tham nó có 5 thứ mà: tiền, tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ.
Thành thử ra nổi một cái tham ăn thôi. Nhiều khi mình trước mặt đông đảo mình không thể hiện, nhưng khi nào một ở một mình thể hiện cái tâm tham mình như thế nào, có thể nó có vấn đề. Vì vậy mà các tổ ngày xưa cũng thúc liễm người tu bằng cách là không cho người mới tu không được ở một mình, phải ở với chúng. Và cái đời sống của người tu phải thật là đơn giản, để làm gì? Để thúc liễm tự thân tâm mình. Bởi vì tu là chuyện của mình, nhưng mà nếu mình muốn thăng tiến thì mình phải chịu khó khắc phục những cái mà nó có thể làm cho mình dễ sanh tâm. Cho nên các vị thanh niên tuổi trẻ cũng vậy, muốn tu tập của mình tốt hơn thì tự mình phải tìm một số những cái phương pháp nào. Chẳng hạn như các thầy trẻ đó, nên chơi thể thao thể dục. Để làm gì? Để tiêu hao, để có sức khỏe cường tráng và tiêu hao năng lượng. Mình ăn mà mình không làm gì hết không được, phải không? Thành thử ra ở chùa mấy thầy mấy chú cuối tuần, nhiều khi ở đất Tây Thiên hệ rộng mà, các thầy các chú chỉ huynh đệ với nhau chơi bóng rổ, chơi hockey, chơi basketball. Pháp Hòa rất là khuyến khích, không có đi ra ngoài, chỉ huynh đệ trong chùa chơi thể dục thể thao với nhau để có sức khỏe tốt, xây dựng tình huynh đệ, không có đi ra ngoài chơi. Nhưng mà cái năng lượng trong mỗi người thanh niên nó cũng được, nó được chuyển hóa, không có làm, không có để cho tâm mình khởi tâm suy nghĩ. Tại vì hễ mình khởi tâm suy nghĩ, lâu ngày nó đi tới hành động. Vì vậy cho nên dĩ nhiên trên đường tu mạnh ai nấy phải lo thôi, nhưng mà nếu được sự trợ duyên, cho nên mình tu mình có thầy, để thầy trợ duyên, thầy hướng dẫn cho mình để mình tu tốt. Hay là vợ chồng sống với nhau nhưng mà có tâm tu thì vợ chồng cũng phải nương nhau để tu tập. Thì vậy cho nên một, hồi nãy là cái gọi là tinh thần tỉnh giác. Và cái thứ hai mà để trợ duyên cho nhau tốt hơn nữa đó, là chúng ta phải có những người bạn tốt. Ngoài tình nghĩa vợ chồng, vợ chồng có thể là một người bạn tốt của nhau, để nhắc nhở nhau những cái sai lầm, khuyến khích nhau trong mọi cái công việc làm thiện. Thì như vậy đó, nó mới đúng cái lời Phật dạy là vợ chồng muốn hạnh phúc trăm năm á, trong đó nó phải có một cái đồng, gọi là đồng niềm tin. Đồng một sự hiểu biết là đồng tuệ, đồng một sự tu tập gọi là đồng giới. Giới này là giới pháp tu tập. Và cùng cái tâm thiện lành, muốn chia sẻ sự bố thí, sự cúng dường gọi là đồng thí. Gọi là đồng thí, đồng giới, đồng tính, đồng tuệ, đồng thí. Tại vì mình tu mà không có thiện tri thức, không có bạn lành nâng đỡ thì khó tu. Có những lúc mình phải cần một người trợ lực cho mình. Chẳng hạn như quý vị cầm hai cái món, nhưng mà nếu có ai nữa ta cầm phụ mình đỡ không? Mình muốn khiêng cái bàn mà có người thứ hai phụ khiêng nó hay hơn chứ. Nó đỡ gây tiếng ồn, nó không đưa tới sự đổ vỡ. Cho nên việc làm gì mình làm, không có nói tôi một mình cũng được. Nói cho cùng thì cái gì mà có người cùng với mình, đó là một cái phước của mình. Cho nên vợ chồng đã biết nghe pháp rồi thì cũng nên suy nghĩ tới cái chuyện phát cái tâm trợ duyên cho nhau tu. Đó, Pháp Hòa thấy nhiều chú cũng dễ thương lắm, mặc dù chú không đi chùa thường, nhưng mà cô đi thường chú yểm trợ. Hoặc là có những chú mà chưa chịu vô chùa nhưng mà chịu chở đi chùa, chưa vô chùa nhưng mà ngồi ngoài xe chờ. Nếu mà nói ra cái nhẫn, mấy ông cũng có cái nhẫn đó chứ. Ngồi ngoài xe mà nhẫn 4-5 tiếng đồng hồ mà đợi cho bà xã vô đây và lại Phật tụng kinh, làm công quả mà ngồi ngoài xe chờ, mặc dù cái vị đó chưa vô tới cổng. Nhưng mà ở đâu? Ở sân à. Cái duyên cũng có rồi, tốt chứ. Cho nên có một cái tinh thần tỉnh giác, đồng thời phải có một cái người bạn để trợ duyên cho mình. Vì bạn là những người lúc nào cũng sẽ nâng đỡ mình, khuyên mình bỏ cái xấu, khuyến tấn mình làm cái thiện. Và lúc khó khăn không có bỏ nhau mà còn nhắc nhở cho nhau. Kế đến là phải có cái tinh thần tỉ mỉ cẩn thận. Như nãy Pháp Hòa nói, tinh thần đề cao cảnh giác, tức là mình phải phòng hộ.
để mình không có rơi vào. Quý vị thấy mình lái xe, mình làm việc gì cũng phải rất cẩn thận. Và ở đây cũng vậy, mình phải có một cái tính cẩn thận để làm gì? Để nó thể hiện cái oai nghi, cái nét đẹp. Quý vị thấy một người tu nào mà đi lăng xăng, tự nhiên mình mất mình cũng mất, cái vị đó cũng hơi mất điểm với mình. Sao thầy tu gì mà lăng xăng quá, sư cô gì mà lăng xăng quá. Đó là mình nói về người xuất gia. Còn đối với một người Phật tử vô chùa cũng vậy, mình có một cái tư cách, mình hành xử đẹp, tự nhiên làm cái đạo tràng nó cũng hưng thịnh nữa. Thầy trụ trì một mình đâu có thể nào bao sái hết tất cả mọi khách khứa đến chùa, mọi Phật tử đến chùa đâu. Nhưng mà nếu mỗi Phật tử trong chùa đó tự giác, tự giác là phải thể hiện cái tinh thần của Phật tử, là lúc nào cũng phải ái ngữ. Cái ái ngữ quan trọng lắm á. Ái ngữ là gì? Là biết cách nói chuyện, biết cách tiếp xúc, biết cách nói làm cho người ta dễ chịu. Bất cứ việc gì mình cũng phải giữ cái thái độ bình tĩnh và ái ngữ. Có nhiều khi người ta gọi vô chùa, người ta tìm thầy, thì mình thầy bận, hay là có nhiều lúc ta hỏi vậy ta xin hỏi chừng nào thầy về. Dạ tôi cũng không biết nữa, tại vì thầy đi thầy không nghe thầy nói. Sao tôi biết? Cũng cái câu nói đó. Mà quý vị thấy cái cách mình trả lời làm cho người ta tự nhiên người ta khựng lại. Người ta muốn nói thêm câu thứ hai người ta không dám nói. Thậm chí tôi nói người ta giữ trù rồi, chắc để số phone với tên lại. Thôi được rồi, tên gì? Dạ dạ, thôi để con gọi lại. Không dám nói, lát cô biết tên con chắc con chết. Cẩn thận là gì? Cẩn thận là gì? Mình rất là cẩn trọng ở trong cái lời nói, cái hành xử của mình. Mình tu giỏi cỡ nào không biết, thậm chí cái tâm mình tốt cỡ nào không biết, nhưng cái ngôn từ của mình nó phải thể hiện được cái tâm của mình. Cho nhiều người ta nói không, không có cần cái hình tướng, quan trọng là cái tâm. Nói về cũng không được, tại vì cái tướng nó từ đâu ra? Từ cái tâm. Mà nếu cái tâm mà nó không vậy, cái tướng sao ra được vậy? Cho nên nói vậy nó cũng chưa có trọn đâu. Tại vì tất cả ngôn từ nó cũng xuất phát từ cái tư duy của mình. Cái hành xử nó cũng xuất phát từ cái tâm tư duy của mình. Cho nên rốt cuộc á, mình phải tu thiền. Tu thiền là tu làm sao? Tu cái tư duy của mình, cái cách suy nghĩ của mình. Cho nên thiền được dịch là tư duy tu là vậy đó. Tu cái tư duy của mình, tu cái chỉnh đốn cái cách suy nghĩ của mình. Mà hễ tâm mình tịnh thì nó có thể đưa ra cái lời nói tịnh. Cho nên có nhiều người nói rằng không cần cái tướng, nhưng không phải đâu. Cái tướng nó vẫn làm cho người ta dễ chịu hơn. Bây giờ ví dụ nè, mình thỉnh một cái tượng Phật xấu về thờ chịu không? Có chịu. Ai cũng muốn thỉnh Phật đẹp hết á. Rồi mình bỏ tiền ra may một cái áo tràng mà người ta may hỏng đẹp, mình thích không? Đâu có thích đâu. Bất cứ cái gì con người mình cũng chuộng cái đẹp hết. Đó là chuyện rất bình thường. Phải không? Thì khi mình chuộng cái đẹp thì mình cũng phải biết rằng người khác cũng thích cái đẹp. Đó. Mình mua một cái CD nhạc mà người ta hát dở quá mình tức. Phải không? Bỏ 15 đồng bạc ra mua cái dĩa CD dở ồm. Đó. Thì nói tại sao dở? Hát dở. Mình cũng thích nghe cái hay thì người khác cũng thích nghe cái hay. Cho nên trong bốn cái pháp mà để thu nhiếp chúng sanh về với mình, trong đó có cái pháp gọi là ái ngữ. Mình bố thí mà không có ái ngữ, phước nó không trọn. Phải không? Trì giới bố thí là lợi hành mà không có ái ngữ, lợi hành không trọn. Đồng sự mà không có ái ngữ, người ta không hợp tác với mình lâu. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự là bốn cái pháp để mà người ta trở về, người ta làm việc với mình. Gọi là bốn pháp nhiếp phục chúng sanh mà. Cho nên trong đó phải có cái ái ngữ. Mình làm tốt mà không có ái ngữ, người ta cũng né mình, nó thôi. Thọ ơn người đó một lần lỡ rồi. Chứ giờ mình một lần trước mình thọ ơn mà thấy họ xài xể, họ nói nặng mình quá, thôi thà không có đi. Có mà họ nói chuyện khó nghe quá, người ta né mình. Thành thử ra nhiều khi mình muốn làm việc thiện, muốn chúng sanh đến với mình cho người ta, nhưng mà cái cách mình cho, cái cách mình cho, cái lời nói khi mình cho, người ta nói thôi thà là không nhận. Nhận mất công tổn thương, nhận mất công người ta chưa chuyển hóa. Cho nên trong đó cái ái ngữ quan trọng.
Thì cái cẩn thận ở đây là gì? Ngoài cái chuyện tinh thần tỉnh giác, có bạn lành, phải có cái cẩn thận trong cái hành xử lời nói. Thường thường mà lái xe mình hay dặn lái xe cẩn thận. Ai mà không biết lái xe, nhưng mà có sự cẩn thận thì lúc nào nó vẫn hơn. Quý vị thấy á, người ta mà chạy đi đường mà chỗ nào mà phải tấp vô, lập tức phải mở cái đèn emergency light liền. Tại vì sao? Nếu không thì nó sẽ gây cái nguy hiểm. Chỗ nào mà lau nhà ướt, người ta liền dựng cái bảng lên wet floor. Chỗ nào mới vừa sơn tường, người ta để cái bảng lên wet paint. Phải không? Người ta mới là người học lái xe, phải để cái bảng lên new driver. Để làm gì? Để mọi người yểm trợ cho cái người này. Mà lỡ cái người này lái xe có hơi lạng quạng một chút thì không ai phiền não. Đó là cẩn thận. Quý vị biết ở trên mấy cái ly nước á, của mấy cái tiệm cà phê giờ, trên nước ly đều đánh một cái chữ tiếng Anh và tiếng Pháp, very hot. Thậm chí phải để một chữ caution, ta warning mình, để mình uống cẩn thận. Tại vì người ta bị su rồi. Trước khi mà cái ly đó nó có cái chữ đó là có một cái quán nước đã bị thưa, là vì mua một ly cà phê nóng uống vô phỏng, đi thưa đền triệu mấy. Thì mình nghe mình cũng tức cười. Đi mua cà phê nóng thì cái chuyện uống nóng là phải đương nhiên, anh không cẩn thận. Nhưng mà người ta vẫn có cái lý để người ta cãi. Từ đó về sau tất cả các tiệm phải in cái chữ lên, có chỗ để very hot, rồi để thêm tiếng Pháp threshold, để mọi người biết rằng đây là cái rất nóng. Ở đâu nó cũng có warning hết. Thậm chí vừa có tính nhắc nhở mà vừa có tính phòng hộ. Chỗ nào mà để cái camera quay mấy người hàng trộm, smile, you are on camera. Đó là warning chứ gì nữa. Không, vừa có tính cách vui, nhắc, ê anh đừng có lạng quạng nha, chúng tôi thâu anh hết á. Cho nên làm việc gì chúng ta có cái cẩn thận, việc làm nó vẫn tốt hơn. Có nhiều khi mình rớt bể đổ là cũng do mình thiếu cái tính cẩn thận. Rồi gia đình mình đổ vỡ là do mình thiếu cái tính gì? Tỉnh giác. Có nhiều khi trong cái cuộc sống hàng ngày, giao tiếp với bạn, mình nghĩ rằng mình không bị, nhưng mà không đâu. Cái tình cảm con người, cái đấm nhiễm của con người chưa được chuyển hóa trọn vẹn. Đấy, chúng ta ngồi đây, chúng ta đang tập tu nè. Bất quá là những cái đó tạm thời nó hơi ngủ một chút thôi, chứ còn đụng tới là nó vẫn nổi lên ao ao hết à. Rồi kế đó là gì? Đời sống phải cân bằng. Nếu mà cuộc sống của chúng ta có cân bằng á, thì chúng ta giảm đi cái phần gọi là thái quá. Quý vị thấy bàn thờ Phật trong chùa hay là ở nhà mình làm bàn thờ Phật hay bàn thờ tổ tiên không? Bát hương á, thì để ở giữa. Nếu nước hai chung thì để hai bên. Đèn để hai cây. Hoa đủ cặp á, thì hai bên bình hoa. Hai dĩa trái cây. Nhìn bàn thờ Phật lúc nào cũng có sự gì? Cân xứng. Hễ bên này chuông thì bên kia trống. Bên này chuông thì bên kia mõ. Hễ bên này Quan Âm thì bên nọ Thế Chí. Bên này Địa Tạng hay Quan Âm. Lúc nào trong chùa, từ cái cổng vô cho đến hết tất cả mọi việc trong chùa, quý vị để ý, quý vị sẽ thấy cái tính cân đối của nó. Đó là cái tinh thần gì? Giữ cái thăng bằng trong cuộc sống, lúc nào cũng giữ được cái cân đối. Ví dụ mình là một Phật tử thích tu tập, nhưng mình vẫn còn bổn phận với gia đình. Đừng có nghĩ, đừng có để tâm mình vào hết cái chuyện đi chùa công quả, tụng kinh, làm việc mà mình quên lo cho gia đình. Vì gia đình mình, người ta vẫn chưa cùng cái tâm phát với mình. Mà Pháp Hòa nhớ trong cái quyển Người Tại Gia, quý vị nào rảnh đi tìm đó, quyển đó đọc. Sư ông, tức là Hòa Thượng Thích Trí Quang, Ngài viết cái quyển đó, Người Tại Gia. Trong đó Ngài có nói một câu: Đức Phật không cho cư sĩ tu tập mà thiếu bổn phận. Người cư sĩ không thể, tại vì mình có bổn phận với gia đình. Quý vị nhớ mình có đám cưới không?
có đám cưới. Và có đám cưới là có danh phải không? Danh là chồng, danh là vợ, thì phải có bổn phận của vợ chồng, cho nên mới gọi là danh phận. Danh phận nghĩa là danh là tên gọi và bổn phận của mình. Vậy thì ngồi đây ai cũng có danh phận hết. Thí dụ như thầy trụ trì, danh là trụ trì, thì bổn phận của trụ trì. Quý vị đừng nghĩ thầy trụ trì là ngồi chơi xơi nước nha. Không phải đâu. Khi mọi người về hết á, thì cái tàn dư còn lại là thầy trụ trì hốt hết. Ai đi làm việc, thí dụ ta lên ta công quả mà hết giờ ta về, ta phải lo việc nhà, thì tất cả những cái gì còn lại thiếu sót là thầy trụ trì phải lo. Thí dụ cửa nẻo tối thầy phải đi coi kiểm nè, phải không? Thí dụ vậy. Rồi việc nhà, việc trong, việc ngoài, tất cả. Tại sao thầy có cái danh là trụ trì? Thì cái phận của thầy, cái bổn phận của thầy là phải coi tổng quát tất cả mọi nơi chốn của chùa. Thì chúng ta danh là vợ thì có bổn phận của vợ, danh là chồng có bổn phận của chồng. Không người nào ngồi đây mà không có danh, không có phận. Mà hãy danh nhiều chừng nào thì bổn phận nhiều chừng nấy. Vì vậy mà đời sống chúng ta phải cân bằng. Nếu chúng ta không có cân bằng thì nó thuộc về cái thái quá. Mà cái gì mà thái quá thì cái đó sẽ không có bền. Thấy không? Thí dụ như hồi đó mà nhớ mình có học cái bài không? Có quyền hạn cũng đừng sử dụng thái quá. Đừng có dùng hết quyền. Đừng có dùng hết. Tại sao? Tại vì nếu không khéo mình dùng quá cái người ta làm gì? Người ta sẽ cảm thấy mình lạm quyền. Mà hễ mà ta cảm thấy mình lạm quyền thì người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ có tranh đấu để thoái đi cái quyền của mình. Cho nên hễ mình sử dụng quyền mà quá đáng, mà không có lý lẽ, không có tương đối, lúc nào nên tha, lúc nào nên dùng, lúc nào nên du di, mà lúc nào nên cái gì cũng đem cái quyền mình ra, thì ta nói mình lạm quyền. Thấy không? Người ta cho mình một cái gì dù nó là free, muốn lấy nhiều lấy, nhưng đừng có thái quá. Thái quá người ta nói lạm dụng. Người ta sẵn sàng chở mình đi chợ, chở mình đi bác sĩ, chở mình đi thông dịch, ta làm hết á. Thậm chí người ta đãi mình ăn. Nhưng sống ở đời phải có cái gì cũng biết, mà phải có một cái biết gì? Biết điều. Không biết điều mệt lắm. Nếu mà mình không có biết lúc nào người ta đãi mình, lúc nào mình đãi người ta. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật có thể giảng những bài kinh rất cao siêu như là Bát Nhã, Niết Bàn, Pháp Hoa, những bộ kinh rất sâu màu và ý nghĩa, nhưng những lời dạy căn bản về đời sống không thiếu ở trong kinh. Mà thậm chí có thể nói nó còn nhiều hơn hết, bởi vì nó dính dáng tới đời sống của con người chúng ta. Còn những bản kinh mà cao siêu đó có những bậc thượng căn thượng trí, nhưng mà các ngài mà đã thượng căn thượng trí thì nhất thông thì vạn sự thông. Một cái mà đã thông thì các pháp khác cũng thông, chỉ có phàm phu chúng ta. Cho nên dở lại những bản kinh cơ bản Phật dạy rất chi tiết. Phật dạy rất chi tiết. Đấy, những gì nãy giờ Pháp Hòa nói là đều trích từ trong kinh hết á. Trích từ trong kinh hết á. Thí dụ mình ăn mà ăn quá no thì lại mệt, phải không à? Mà mình uống, đi xe đâu có dám uống nước nhiều. Mà nếu mà tự mình biết là mình cái thận mình yếu cũng không dám uống nước nhiều. Tự mình phải biết lượng để mình đừng có cái gì nó thái quá. Mà hãy cái gì thái quá thì mình phiền mà người khác cũng phiền. Thí dụ mình đi xe nhờ người ta, mình đâu, người ta có thể người ta lịch sự, người ta chiều mình, nhưng cũng không nên thái quá. Phải biết giờ giấc người ta cần đi về, mặc dù mình có ham ở chơi nữa, nhưng phải biết người ta cần về. Người ta chỉ có thể chở mình đi thôi, tùy thuận người ta, đi theo giờ của người ta. Cái đó là biết sống đó. Cái đó là biết sống đó. Yeah. Cho nên Đức Phật dạy ngoài cái biết, trong cái chữ biết sống là nói chung á, và chi tiết của biết sống á, nó còn có cái gì? Biết đủ. Cái biết đủ nữa, mà biết đủ cũng là biết sống. Tại vì sao? Nghĩa là mình biết nó vừa chừng thì mình sống dài. Thí dụ như một ông vua cũng vậy. Ông có quyền nhất luôn, nhưng ông biết nghe lời những vị quan. Ai nói phải, nói quấy, ông biết phân biệt, ông biết lắng nghe, thì người ta yểm trợ cho ông.
Nhưng mà nếu ông nghe một cái người ngang phía thôi, là những người nịnh nhiều quá, những người gian nhiều quá, thì làm thất vọng cho những người trung. Thì cuối cùng những người trung thần phải làm gì? Phải lật đổ. Tại vì họ biết họ không thể phò cho một ông vua mà chỉ biết nghe lời kẻ gian. Trong tiệm làm ăn cũng vậy, cũng phải có cái sự công bằng và quân bình. Cho nên nhiều khi mình nấu ăn mình đem vô đãi bạn mình, cái ngày mai cái bạn mình, thật ra thức ăn nó cũng đơn giản, nhưng nó nói lên cái biết sống và cái tình cảm của con người. Nhiều lúc á, ở trong chùa cũng vậy. Thí dụ một thầy nào đó xin cái gì đó liên tục vậy, cái qua mới nói thôi kỳ này con đừng làm vậy, hay con được, thí dụ thôi, giờ thầy đã xin đi về thăm gia đình liên tục, thì Pháp Hòa cũng nói thôi nên bớt lại một chút, tại vì mình phải nghĩ tới huynh đệ khác, không khéo thì các huynh đệ khác người ta có cái tâm phân biệt, tâm phân bì, nghĩ là mình sao cứ tìm lánh nặng tìm nhẹ. Cho nên đôi lúc á, mình làm thầy một vị hay là một người trụ trì cũng phải có một cái hướng dẫn, tại vì ai cũng muốn cái phần của mình, nhưng mình thấy cái điều đó nó không có lợi cho cá nhân người đó cũng như cho cái tập thể chung, chúng ta có thể nhắc nhở để làm sao mọi người và chính cái vị đó cũng ý thức trở lại để đừng có làm một cái điều nó quá đáng. Thật ra thì chúng ta nhẹ nhàng hết á, nhưng cuộc sống này, thí dụ mình thấy người ta im im, ta không nói gì, mình muốn gì được nấy, muốn gì được nấy, ta không có trả lời, ta không có im lặng. Nhưng mình phải nhớ những người như vậy thì chúng ta lại phải càng tự tỉnh giác nhiều hơn, tại vì người ta nghĩ rằng mình đủ khôn lớn để mình tự giác, phải không? Đừng để người ta phát giác. Và mình phải tự giác để mình tự mình manage, mình tự mình quân bình ở nơi mình, thì cuộc sống nó mới có thể hạnh phúc được. Đến một lúc nào á, người ta cảm thấy mòn mỏi với mình và người ta cũng nhẹ nhàng thôi, người ta cứ nó tuyên bố với mình là thôi mình không có hợp với người ta nữa, thì người ta xin phép người ta lui. Thì từ cái tình cảm bạn bè, vợ chồng, đồng học, đồng gì đó, tất cả đều phải thể hiện qua cái tính chất tu tập này. Thì Đức Phật dạy á, người muốn có người, đây là bốn cái tố chất để mà thúc đẩy đưa chúng ta đi trọn, đi xa, lâu bền. Ai muốn gần nhau cũng lâu bền đó. Cho nên là đâu có ai muốn không có muốn cuộc tình nào ngắn đó. Cuộc tình nào cũng muốn trăm năm hết đó. Hay là forever hết đó. Cái đó được chứ không sao, tùy theo cái, nếu mình nói là tính từ thà là nó tự vô thường, phải không? Thà là mọi việc nó tùy duyên, nó vô thường. Nhưng nếu chúng ta mà không khéo sống đó, thì chúng ta có thể làm cho cái việc đó nó ngắn hơn thay vì nó được như vậy. Chẳng hạn như một cái hoa này, nếu mình để nó ở một cái environment, một cái không khí mát mẻ, nó có thể được như thế này khoảng 2 tuần. Nhưng nếu nó ở trong một căn phòng mà quá nhiều heat, nhiều sưởi, chỉ chừng 2 ngày là nó héo ngay. Quý vị để ý những cái hồng mình chưng mà nó quá nóng, hay là trong một cái phòng mà quá nóng, hoa tươi thường không có giữ lâu. Tại vì cái môi trường đó không đủ để nó có thể sống được tới 2 tuần. Mặc dù khả năng nó có, nhưng mà có tác duyên. Cái tác duyên. Cho nên cuộc sống của mình cũng vậy. Có một vị mới hỏi Pháp Hòa, ủa cái thân này là của mình mà, mình muốn sống sao cũng được, tùy mình. Và nói đúng, mình muốn làm gì cũng được hết, đó là quyền của mình. Nhưng mà nó dễ thương hơn, mình làm cái việc đó mình vui, người xung quanh mình có vui không? Những người mà sống chung với mình có vui không? Tại vì mình đã nhận họ là người sống chung mà mình quên để ý cái cảm giác của họ, là mình thiếu cái chánh niệm, cái sống của mình bị thiếu sót. Nếu mình thì cái đó nó khác. Còn nếu mình đã nhận một cái người khác làm chồng, làm vợ, làm bạn, làm anh, làm những người thân chung sống với mình, thì mình phải có cái nhìn không phải chỉ mình vui mà còn có người khác. Cho nên Đức Phật ngày xưa mà Ngài đi xuất gia đó, ngày khi mà Ngài làm thái tử đó, trong kinh, trong sử nó là Ngài trốn đi đó, không?
Thật sự cái chữ trốn đó là nói để nói lên một cái ý nghĩa là ngài rời cái hoàng cung mà đi thôi. Chứ thật sự ra là ngài đã từng ngồi lại nói chuyện với công chúa Yayudhala rất nhiều lần. Để làm sao công chúa Yayudhala chấp nhận cho cái cuộc của ngài. Vì cái lý tưởng, vì cái hạnh nguyện, thì công chúa Yayudhala chấp nhận hy sinh cái nhỏ. Cái nhỏ và hy sinh là gì? Đó là một người chồng của mình, đó là một người thân của mình, để người đó đi thực hiện được cái lý tưởng của mình. Ai mà không biết đi tu là tốt, nhưng cái sự lưu luyến, cái sự thương nhớ. Cha mẹ mà biết đi tu là tốt, nhưng mà con mà xin đi tu là thường hiếm cho lắm, hiếm lắm. Trừ những bậc nào mà gọi là thấu được đạo lý mà khuyến khích con mình đi tu, chứ còn những vị mà Phật tử bình thường đi chùa rồi vậy đó, hiếm ai mà gọi là chấp nhận cho con mình đi tu liền lắm. Tại sao? Họ thương, họ nghĩ đi tu là cực khổ, rồi sợ vô chùa sống không nổi, rồi lỡ tu không được rồi sao, vân vân. Nhưng mà mình phải làm sao thuyết phục để cho người nhà mình hiểu được cái lý tưởng của mình, hiểu được cái tâm tư của mình và chấp nhận cho mình. Pháp Hòa nhớ có một hòa thượng dạy cái điều này rất là hay. Ngày dạy thường thường trong một cái buổi họp với chúng thì mình lấy một cái biểu quyết chung là đa số thắng tiểu số. Thì ngài nói là trên nguyên tắc là mình làm vậy cũng được, nhưng mà mình nhớ rằng cái thiểu số họ sẽ đồng ý với mình, nhưng mà đồng ý bằng cái tâm niệm không vui, đúng không? Vì họ, lý do nào họ không thích là vì họ chưa hiểu cái vấn đề, họ còn chống một cái vấn đề đó. Thì bây giờ trên nguyên tắc là cái số lớn phải theo số nhỏ, số nhỏ phải theo số lớn. Nhưng ngài dạy như thế này nè: nếu mấy anh em mà có cái cách nào làm sao giảng thích để cho các vị mà không đồng tình đó, họ hiểu được cái chuyện mình làm, thì cái sự nó trọn vẹn hơn. Nguyên tắc là nhỏ phải theo lớn, số nhỏ phải theo số đông. Nhưng mà phải nhớ rằng cái số nhỏ họ không đồng tình là họ có lý do của họ. Thì lý do đó mình phải tìm hiểu và phải giải thích để cho người ta trọn cái tâm tư với mình. Cái điều này nó cũng tương đồng, làm Pháp Hòa suy nghĩ tới ở nước Mỹ hay là Canada, mình có một cái luật chung. Nếu như mình muốn xây dựng một cái cơ sở tôn giáo thì mình phải xin phép, không phải city không, mà hàng xóm. Những cái khu vực mà người ta ở trước mặt mình, sau lưng mình, hai bên của mình, mỗi bên là 200 mét. 200 mét trở lên. Nếu trong vòng 2 tuần không ai chống bán gì hết thì city sẽ cấp cho mình cái giấy phép xây dựng. Nhưng nếu lỡ bất cứ một người nào trong cái vùng đó họ đưa thơ lên trên city, họ gọi lên city họ chống, thì mình phải đi làm gì? Đi hearing. Phải đi lên city hall. Rồi họ đứng lên họ nói tôi không thích cái chỗ này xây dựng, tại vì chỗ này sẽ rất ồn ào. Ôi cha, lúc đó mình phải kiếm một cái người phải giỏi ngôn ngữ ha, giỏi cách thuyết phục ha, giỏi cách mà gọi là làm, nói như thế nào, trình bày như thế nào, để có cái tính chất bảo đảm rằng mình sẽ không làm ồn. Pháp Hòa nhớ hồi đó, trước khi xây cái tu viện Trúc Lâm, thì Pháp Hòa có mua cái nhà thờ ở cái khu vực dân cư. Nhưng mà dân cư là họ về đó sau này, chứ cái nhà thờ đó ở đó cả trăm năm rồi. Nhưng mà bởi vì khi mình về đó thì có một số người họ không thích, thì họ mới đưa thơ lên trên city á. Họ nói là ở đây đông người, người ra vô sẽ làm nguy hiểm tới con họ. Thì mình phải đi giải thích, rồi đồng thời phải đi làm sao để lấy cảm tình của người hàng xóm đó, để họ đừng có phiền với mình. Rồi may là có cái cô kế bên chùa, một hai chùa nằm giữa, thì hai bên là hai nhà của hai người Mỹ, mà một bên á thì tìm mọi cách để không cho mình sinh hoạt, còn một bên thì tìm mọi cách để giúp mình. Thì cái bên mà tìm mọi cách giúp mình là cầm tờ giấy đi vận động chữ ký. Mà họ không thích mình đến mức độ là họ xây luôn luôn một cái biến gỗ, cái bức cái gì đó, cái fence á. Mà nguyên tắc á, là cái fence á, là không có cao hơn 6 feet.
Vậy mà họ xin giấy phép xây lên 10 feet, đem qua chùa xin. Mình có quyền chống đó. Tại vì tôi cũng là một neighbor. Anh làm cái fence mà hơn quy định là tôi có quyền chống không? Họ đem qua ký cái rập liền cho 10 feet. Thứ nhất, không làm phiền, tôi không làm phiền anh. Thứ hai, anh thích thì tôi chiều, anh muốn xây nhiêu tùy anh. Nhưng cuối cùng mọi việc nó cũng êm xuôi thôi, do cái cách mình giải thích. Ở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, cuộc sống của mình không thiếu những người chống bán mình. Nhưng mà nếu mà mình có được cái tu tập thì ít nhất mình, nếu mình không làm cho người ta hết đi cái sự chống bán mình, ít nhất người ta cũng dừng lại ngay đó. Hoặc là người ta nương tay, lỡ dơ cao, do cái sự nhẹ nhàng của mình, người ta đánh nó khẽ thôi. Dơ cao mà đánh khẽ, do cái cách khéo léo ứng xử trong cuộc sống của chúng ta. Thì hôm nay qua cái buổi sinh hoạt, nhân những lúc đọc kinh, thấy những đoạn nào hay, nó thiết thực trong cuộc sống, thì Pháp Hòa thường trích lại để có dịp thì chia sẻ với đại chúng. Thì đây là một cái bốn cái pháp mà Phật dạy để làm sao cho chúng ta được tiến bộ lên và điều hòa được trong cuộc sống mình. Đừng để cuộc sống mình nó tệ hơn do mình có được cái sự, cái tinh thần tỉnh giác, nghĩa là luôn luôn suy tư cái quả trước khi mình tạo nhân. Tại vì mình thường là có một thói quen là tạo nhân mà không bao giờ suy nghĩ quả. Pháp Hòa ví dụ á, mình làm một cái việc gì đó thích thì làm mà mình không bao giờ suy nghĩ. Bây giờ Pháp Hòa nhờ thôi bây giờ cô nấu giùm cho một cái nồi mì, nồi bún, thì mình phải hỏi là bao nhiêu người, rồi mình dự trù 100 người ăn mà mình nấu giống như 20 người thì lát nó thiếu cái mình chạy. Mà thậm chí người ta vô người ta nói nha, trời ơi cái này là thiếu đó nha, là mình bảo đảm không thiếu, thiện lát chạy. Hồi đó Pháp Hòa đi dự những khóa tu mùa đông ở bên Pháp, trong một cái trung tâm tu học á, thì các thầy á, chia phiên nhau nấu ăn. Mà thầy nào mà không giỏi nấu ăn á thì cũng có công, người ta có công thức của người ta. Này, bữa nay phải nấu cho 200 người ăn phải không? Người ta đâm lấy cái chén á, người ta đông 210 chén nước. Nghĩa là cơ bản là mỗi người một chén canh, đông 200 chén, cho dư thêm 10 chén, 15 chén. Một là trong khi nó bốc hơi hoặc lỡ có khách một hai người, mình không đến nỗi quá kiệt quệ. Gạo hồi đó Pháp Hòa nhớ cái thời đó khoảng 94, 95. Mỗi một bữa ăn á, là mỗi một cái tô gạo vậy nè, chia làm 4 người ăn. Mà quý vị biết lúc đó thanh niên 20 tuổi không à, một tô gạo một chút vào 4 người ăn thì làm sao mà ăn no. Nhưng mà tại đã quy định như vậy cho nên mọi người đều biết chừng mực, lợi bới cơm là không bao giờ bới hơn. Tại vì mình đã biết rồi, mình ý thức rồi, cái nồi cơm này sẽ là 200 người ăn nè, thì mình đừng có bới theo cái kiểu đói bụng của mình. Người ta không nói gì nhưng mà ta thấy nguýt dữ lắm. Cuộc sống nhiều khi á, người ta nể cả mình phải không, người ta không nói gì nhưng mà do cái cách sống mình nó dở. Vì vậy cho nên á, tóm lại, người Phật tử chúng ta, đạo Phật không phải nói cái chuyện tín ngưỡng, tụng niệm, bái sám, có tất cả những lễ nghi đó để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, cũng như là một hình thức nào đó trong vấn đề lễ nghi. Nhưng mà cái chính của đạo Phật muốn hướng dẫn là gì? Cái cách sống. Cái chính của đạo Phật là hướng dẫn chúng ta cách sống. Sống như thế nào, đừng nghĩ rằng miễn sao tôi vui là được, mà mình còn có người xung quanh. Nếu mà mình ở mình thì cái chuyện nó khác, mà hễ có người thứ hai thì phải nghĩ tới cái cảm giác của họ, phải nghĩ tới cái feelings của họ, cái cảm giác của họ, để mà mình sống đừng làm tổn thương nhau. Tại vì cuộc sống này, thí dụ mình không thích nhau nữa đi, đâu có nghĩa là cả đời này mình không gặp nhau đâu. Thỉnh thoảng đi đường mình còn gặp nhau mà. Thì đừng để đó nó đến cái mức độ là không thể nhìn nhau, và thậm chí nhắc về nhau là sôi sục những cái hờn giận lên. Nó không đáng, nó không đáng và nó không cần thiết. Và đó là cái, và chúng ta nhớ rằng trong cuộc sống của chúng ta,
ai cũng biết rằng ôi đời vô thường, sống nay chết mai, mình vô số những ngôn từ chân lý nhưng mà cách sống mình hoàn toàn không có chân lý. Mình biết chân lý rất nhiều nhưng mà cách sống mình nó không chân lý. Mà cách sống không chân lý thì cái lời nói chân lý nó trở thành ra gì? Chỉ là một cái triết lý thôi mà không phải là chân. Trong cái triết lý nó có chân lý. Và cái chân lý trọn vẹn là chúng ta nói và chúng ta làm. Cho hồi xưa có một cái bà cụ đó, bà dẫn con bà lên gặp một vị thầy. Thầy ơi thầy, thầy làm ơn, thầy làm ơn, thầy nói làm sao cho thằng con nó bớt xài phung phí giùm con cái. Con nói hoài nó không nghe. Ông thầy nói thôi bà đem nó về đi, 2 tuần sau bà đem nó lên. 2 tuần sau bà dẫn nó lên cái tưởng sao, ông thầy nói làm sao biết không? Con ơi con, mình làm cực khổ lắm, đừng xài phung phí con. Trời ơi bà sợ, bà tức. Con nhiêu đó thôi từ rồi nói đi. Làm cho màu mè cho dữ. Làm tôi sách nhỏ về, đi 2 tiếng đồng hồ sau, tưởng 2 tuần sau ổng cho một chân lý về tối thượng không? Cái ông nói dạ không phải, tại tôi có bệnh giống nó. Bà cho tôi 2 tuần để tôi thực tập. Tôi làm được rồi tôi mới dám nói. Chừng đó bà mới thở cái khì. Rồi có cái ông cư sĩ đó mới lên chùa nói với hòa thượng, để xin hòa thượng á hướng dẫn cho vợ con nó kỳ cục lắm. Trời ơi cái chuyện đáng xài nó không xài, và cái chuyện không đáng hà tiện nó keo kiết, ở nhà bữa ăn nào cũng nghe nó. Mắc lắm đó, ăn ở đít thôi. Mà lên một bữa ăn mà ngày nào cũng phải nghe, ăn đi nghe cái này mắc lắm. Cho nên nghe mắc không dám đứa nào ăn. Rồi cái hà tiện cất riết hư đem đổ. Mua về á không cho ăn, lựa mấy cái cũ nè, mấy cái nào hết hạn ăn dần dần cho tới cái thứ mà mình nó tốt nhất ấy, hết hạn tiếp. Cho nên nhà con là quanh năm ăn đồ hết hạn. Nghe quen quen phải không? Mùa bó rau từ rối về không ăn, đợi vàng bắt đầu ngồi lặt lựa. Có không? Thì bữa đó ông dẫn lên cái thì dẫn lên cái hòa thượng, ổng gặp cái bà đó cái ổng mới chấp, ổng cung tay vậy. Ông cung về hoài cái bà đó, hòa thượng làm gì kỳ vậy, tự nhiên cung tay hoài vậy. Nói vậy xong cái xòe, ông xòe cái bà cũng không chịu nữa. Cái hòa thượng nói bà thấy không, có một cái tay mà tôi xòe bà cũng không chịu, tôi nắm bà cũng không chịu nữa. Vậy bây bà muốn tôi cái gì thì lúc nào cần nắm nắm, lúc nào cần xòe xòe. Ông thầy mô Phật, bà hiểu chân lý rồi đó. Cái nào đáng xài bà xài. Cái nào cũng đáng xài bà không xin xài. Hiểu không? Cái cách mình sống là mình á là sống biết chi dùng. Không biết chi dùng á thì người ta không phải là mình, nó không phải thuộc hà tiện nữa. Phải không? Mà nó thuộc về keo kiết, bụng xỉn. À, còn mình biết xài thì không phí. Cái nào cần đáng xài thì mình xài. Quý vị có thấy có nhiều khi mình đi vô office ở dưới phố không? Cần đi vô một cái văn phòng làm giấy tờ phải trả tới 10 đồng tiền bạc kinh. Cũng phải trả, tại vì đây lúc mình cần. Hoặc thậm chí có những cái việc mình cần phải trả với cái giá đó. Phải trả thôi, tại vì đây là cái việc cần. Đó. Còn cái không cần thì mình không phí, thế thôi. Thì cái cách mà tu tập của Đức Phật là dạy cho chúng ta biết cách sống. Không có thái quá. Và thậm chí ngay Đức Phật, bài pháp đầu tiên khi Đức Phật giảng, này các thầy phải tránh 2 trường hợp là khổ hạnh và quá sung túc. Tại vì mình quá sung túc thì mình chỉ lo bận rộn. Đó, ví dụ giờ người nào thích ăn coi, bận rộn chuyện ăn uống từ sáng tới tối. Không, người nào thích quần áo đẹp là bận rộn từ sáng tới tối. Còn mình thì giữ cái trung bình, khi nào cần thì mình sử dụng, không cần phải làm việc khác. À, cho nên mấy đứa nhỏ đó, tại sao mình phải chỉ cho nó cái cách sống, giờ nào chơi game, giờ nào phải học bài, giờ nào phải ăn. Nếu mà cái giờ nào nghĩa là ăn nó cũng chơi game. À, có nhiều bây giờ là có cái trường hợp là có nhiều đứa là ăn cơm với game luôn. À, phải có cái game kế bên rồi nó ngồi nó ăn, thành thử ra từ nhỏ nó thành một cái thói quen. Mà nếu như nó còn nhỏ mình ráng mình train nó được cái chỗ đó thì tốt cho nó thôi. Đây là mình train mà. À, thì mình cố gắng thôi. Cảm ơn đại chúng.
ở trong này có một vài vị có gửi câu hỏi mà Phó Hòa nghĩ là mình không đủ giờ để trả lời hết đâu ha. Thì có dịp nào rồi Phó Hòa sẽ trả lời những câu hỏi này trong một cái buổi nói chuyện nào đó, rồi quý vị tìm lại những bài đó, có thể sau này quý vị nghe thì không chừng nó trúng vào cái câu hỏi của mình. Bởi vì thời gian nó cũng không cho phép mình nhiều hơn. Ở đây thì có một vài câu hỏi mặc dù nó không có dài, nhưng mà Pháp Hòa chỉ muốn ngắn gọn theo cái câu hỏi của mình, rồi một câu thôi, để rồi mai mốt mình có thời gian mình sẽ nghe nhiều hơn. Rồi hôm nay thời gian chúng ta không có lâu đó, thì cũng không dám để quý vị ngồi nhiều mệt, và đồng thời có nhiều vị còn phải ngày mai về đi làm. Hôm nay đi làm về là gấp rút chạy lên đây. Hồi nãy có nhiều cô nói sáng nay mà nhận tin Phó Hòa tới thì có vị còn phải cancel bớt khách để có thể được dự cái buổi sinh hoạt chiều hôm nay. Trong này có một câu đơn giản: con không phải là Phật tử quy y, nhưng con rất tôn kính Đức Phật. Qua những bài giảng của Thầy, con đã hiểu thêm được nhiều điều. Con rất cảm ơn Thầy. Hôm nay gặp Thầy tại đây, tại đây đầy hoan hỷ. Cho con hỏi, con nghe chú Đại Bi bằng tiếng Phạn rất thích và nghe hàng ngày, nhưng con không hiểu ý nghĩa. Thầy có dễ thể giải thích ý nghĩa giúp con? Nếu được, nói luôn ý nghĩa chú Dược Sư. Thưa đại chúng á, ở trong Phật giáo đó, nếu mà nói về cái giáo pháp của Đức Phật á, thì tổ Thiên Thai Trí Giả đó, Ngài có chia ra những cái lời dạy của Phật qua nhiều cái khoa. Thí dụ như những chân ngôn mật ngữ như mà các bài chú đó, nó thuộc về mật giáo. Mật giáo nghĩa là những lời đó là những lời chân ngôn mật ngữ. Có nghĩa không? Có. Nhưng mà các ngài, nếu mình muốn hiểu, đó thì mình học qua cái phần chú giải. Nhưng khi hành trì là chúng ta hành trì nguyên cái âm phạn như vậy, để nói lên được cái tính chất mật và thiêng liêng. Phá Hoa hay ví dụ á, khi mình qua nước Mỹ mình học tiếng Anh á, mình vô lớp cái mình học, người ta nói how are you, cái mình ghi ra tiếng Việt h a h o how rồi a rồi chữ u z u u, để mà mai mến mình học how are you. Nhưng khi mình học mình nói thôi, nhưng mà khi mình viết cho người Mỹ mình viết vậy được không? Mình phải viết nguyên chữ how are you theo tiếng Mỹ. Cũng như vậy, khi chúng ta đọc những bài thần chú, có thể chúng ta đọc, dù chúng ta đọc phiên âm nhưng cũng đã khó đọc rồi, còn chúng ta muốn biết nghĩa của nó, có hết. Thí dụ Nam Mô Hắc Ra nghĩa là gì? Đát Na Đa Ra Dạ Gia nghĩa là gì? Nam Mô A Rị Gia là gì? Bà Lô Kiết Đế là gì? Có nghĩa hết. Mình muốn được hiểu cái nghĩa đó, mình phải đi học những cái bài giảng về cái nghĩa đó. Nếu quý vị nào muốn biết cái này, đi về tìm cái bộ Pháp Hòa đã giảng Đại Bi Thập Chú. Trong đó có chú thích giải thích từng câu của chú Đại Bi và từng bài chú nhỏ như chú Dược Sư, chú Tiêu Tai Cát Tường, chú Chuẩn Đề, chú Thánh Vô Lượng Thọ, vân vân. Cái bài giảng đó cả chục buổi lận, quý vị sẽ tìm nghe khoảng 10 buổi để hiểu được chú Đại Bi. Nhưng mà khi mình hiểu thì mình mới thấy rằng mặc dù là mật giáo, nhưng mà trong cái mật giáo đó vẫn có hiển giáo. Cái đặc biệt của giáo, lời dạy của Phật, tuy là chia ra vậy nhưng mà trong cái này nó có cái kia. Trong mật vẫn có hiển, trong hiển vẫn có mật. Cho nên tổ mới chia ra, nào là mật giáo nè, hiển giáo là gì? Hiển giáo là những lời kinh giảng rõ cho mình nghe để mình tu. Như nãy cái bốn cái câu mà Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng nằm ở trong kinh Phật dạy á, người nào muốn thăng tiến trên cuộc sống, bước trên phía trước cao xa, đây là bốn chất, đây là bốn yếu tố hay là bốn tố chất, thì Phật giảng rõ cho mình nghe, phải cẩn thận, phải kết bạn tốt, vân vân. Thì cái này gọi là hiển giáo rõ ràng. Còn mật giáo á, là những lời dạy như bài thần chú thôi, để mình nhiếp tâm. Cái mục đích là để mình nhiếp tâm, chứ không có gì hết.
mật giáo, hiển giáo. Rồi đốn giáo là gì? Đốn giáo là những cái lời dạy ngắn gọn, chỉ có người nào cao cơ, nhiều trí nhận diện nó một cách rất rõ ràng. Tại vì trong cuộc sống có những người họ rất là nhạy bén, thì có những giáo lý cho những người nhạy bén, gọi là đốn giáo. Rồi tiệm giáo cho những người cơ bản. Tu hành mỗi sáng phải ngồi thiền sao, phải niệm Phật sao, từ từ mình tu rồi nghe những bài pháp cơ bản. Cho nên tổ chia ra để cho mình biết rằng trong giáo pháp của Phật, Đức Phật là một người thầy diễn giảng xuống 45 năm mà trong 45 năm lời dạy đó đầy đủ tất cả mọi căn cơ, từ thấp đến cao, từ những người thượng trí cho đến những người sơ cơ đều có thể thấm nhuần được lời Phật hết. Cho nên vì vậy mà cái quan trọng á, cái quan trọng á là mỗi người chúng ta có nhận đủ ba điều hạnh phúc của mình không? Đó là thấy, nghe, thọ trì. Mà bà nữ hoàng Võ Tắc Thiên đã viết lên cái bài kệ khai kinh. Thật ra bài đó không phải là bài tụng kinh để tụng, bài đó là một bài thơ do bà Võ Tắc Thiên cảm nhận được cái màu nhiệm của Phật pháp mà bà viết lên thôi. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Đây là cái câu thứ ba nè: ngã kim kiến văn thọ trì, đắc thọ trì. Ba đối với Pháp Hòa đó, thì Pháp Hòa nghĩ rằng đó là ba điều hạnh phúc của một Phật tử. Cuộc đời này có những cái hay, có những cái hay, có những cái đẹp mà mình có được thấy không? Cái đẹp mà mình có được thấy không? Cái hay mà mình có được nghe không? Mà mình thấy nó đẹp, mình thấy nó hay, mà mình có được nhận cái đó không? Thí dụ mình thấy một bức tranh đẹp mà mình không biết thưởng thức, vậy là mình mất phần thưởng thức tranh rồi, phải không? Một bài thơ hay mà mình không biết đọc, hoặc là đọc mà không hiểu, mà không hiểu thì không thể tiếp nhận. Cho nên cuộc đời này có nhiều người, người ta những có những cái đẹp mình không thấy, coi như là mình mất một phần rồi. Người ta nói được những lời hay mình không chịu nghe. Mà nếu mình có, hoặc thậm chí có những người có những cái hay cái đẹp đó ngay trong nhà nhưng không biết sử dụng, thì cái này là không thọ trì với gì. Có nhiều khi mình, nhà mình có một cái máy tốt lắm, không biết, đi tới nhà hàng xóm khen đáo để. Còn nhiều khi qua mượn nhà ta xài nữa chứ. Tới hồi về bữa nào dọn dẹp nhà, ở trời ơi, nhà tôi có. Ở đây có nhiều bác xài iPhone mắc tiền lắm nha. Ra kiểu nào là bác có kiểu đó, nhưng bác không biết tắt. Bác chỉ biết quẹt để nghe thôi. Bác không biết nhắn tin, bác không biết nhận tin, bác không biết gì hết. Nhưng mà phone mới cỡ nào bác cũng có đó. Cho nên đó, theo Pháp Hòa nghĩ rằng đó, trong cuộc đời của mình, nếu mình thấy cái gì đẹp của người mà mình nhận ra được, mình học được, đó là cái phước của mình. Người ta có cái gì hay, người ta nói mà mình nghe, mình nhớ, để mình có thể ứng dụng trong cuộc sống mình, đó là phước của mình. Cho nên bà Võ Tắc Thiên viết cái bài kệ đó, và trong đó có ba cái điều mà quan trọng. Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu. Nay con nghe thấy được trì tụng, nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm màu. Cái gì nó cũng có cái nghĩa nhiệm màu của nó hết á. Cái quan trọng là mình có thấy không, có nghe không, và có được tiếp nhận không. Chứ ai mà không có cái hay, ai mà không có cái đẹp. Sống chung với một người rất đẹp mà không biết, sống chung với một người rất hay mà không hay. Rốt cuộc á, mình phí đi một cái gì nó rất là quý mà mình đã có được mình không biết, thì nó rất là uổng. Cho nên á, trong lời dạy của Đức Phật, hồi xưa các vị xưa cũng hay dặn mình á, thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Dĩ đắc là được, dễ lắm. Muốn kiếm ngàn lượng vàng được, kiếm ngàn đô dễ, nhưng mà nghe một lời lành khó lắm. Tại vì lời lành thường hay chỏi tai mình lắm. Mà nếu mình chịu khó, mình nghe, mình ứng dụng, mình sống được rất tốt. Cho nên nhiều lúc á, đọc kinh á, đọc được một cái đoạn nào hay mà mình hiểu được cái đoạn kinh đó,
Vui ơi là vui. Hồi sáng này Pháp Hòa được đi thăm một nơi, thì bước vô đó Pháp Hòa thấy một bộ kinh mà Pháp Hòa đang đi tìm. Thì cô cầm cái bao thơ của cúng dường, nói giặt khỏi, xin khác được không? Xin bộ kinh đó được không? Tại vì Pháp Hòa đang đi tìm bộ kinh này. Mà khi mà đi mà được gặp cái bộ kinh đó, mừng vui mà giống như là mình khỏi cần phải ăn vẫn no, mà hạnh phúc cả ngày đó luôn. Hồi đó Pháp Hòa ước có một bộ kinh đó, mà tự nhiên có một cái vị thầy đó người Hoa thấy gọi Pháp Hòa, thấy nói à, thầy có thích cái bộ kinh này không? À, tôi ở đây chùa Hoa, tôi không có biết đọc mấy cái sách tiếng Việt này. Trời ơi, đúng y cái bộ mình đang tìm luôn. Chuyện đầu tiên Pháp Hòa làm là gì? Pháp Hòa dựng hết bộ kinh đó thẳng lên, xong Pháp Hòa quỳ xuống và lạy ba lạy. Lạy cái bộ kinh là đây là cái pháp bảo mà xưa giờ mình đang đi tìm, hôm nay mình lại được gặp. Mà tự tình cờ thầy đó thầy gọi, thầy nói tôi chùa người Hoa, mà người ta giác cái bộ này người ta cho, tôi đâu có biết đọc, là chùa tôi cũng Phật tử nào người Việt hết. Mà trong khi đó mình lại đang để dành cái tủ để bộ kinh đó. Cho nên cảm thấy rằng được nghe, được thấy, được thọ trì, đó là duyên phước. Cho nên mỗi lần quý vị đọc cái bài kệ đó, nó không phải là bài kinh, nó là bài thơ của một vị vua, nữ vua, nữ hoàng, Võ Tắc Thiên. Và sau này các tổ của mình thấy cái bài đó hay quá đi, thì mới lấy cái bài đó để vào làm cái giống như một bài kệ tụng trước khi mình trì kinh. Để làm gì? Để mà khuyến tấn những người hành giả đang trì kinh phải thấy được rằng lời dạy sâu màu của Đức Phật hôm nay chúng ta được nghe, được thấy, được thọ trì. Chỉ khi nào mình thấy, nghe, thọ trì, ứng dụng á, thọ trì đó là ứng dụng á, mình mới thấy được cái giáo pháp nó cao siêu màu nhiệm cỡ nào. Có nhiều khi á, chỉ cần mình tới người đó, mình giả lả, mình chào hỏi thôi, mọi sự bế tắc đã thông, mọi sự phiền não được đã thông. Trời ơi, màu nhiệm quá trời luôn. Chỉ cần một sự chào hỏi của mình đơn giản thôi. Mình đừng có tự ái, tự ngã, tự cao, tự hào, tự đắc, để rồi cả gia đình tự tử do cái nhiều cái tự của mình. Chỉ cần một lời chào hỏi của mình đơn giản vậy. Thí dụ bây giờ mình người lớn thì mình nói không, mình là người lớn, mình không có cần phải làm như vậy. Nhưng người lớn mình làm được như vậy mới có cái chỗ thù thắng của mình, nói lên được cái đức bao dung của người lớn. Cái người trẻ người ta hổn, đó là lỗi của người trẻ. Nhưng mà người lớn bao dung được cho người trẻ, cái này mới là cái đức của bậc cao đức. Và chính cái bao dung đó của mình phá vỡ hết mọi bế tắc, làm cho cái người ở giữa nó thoáng ra liền. Cái này nó xảy ra trong cuộc sống gia đình của chúng ta rất nhiều, giữa mẹ chồng, nàng dâu, mẹ vợ, chàng rể, thì giữa hai người sẽ có người đứng giữa. Phải không? Thì người đứng giữa sẽ là người khổ. Hãy buông bên này cũng được, bắt bên này cũng không xong. Mà nếu hai bên bỏ bớt xuống cái tự ái của mình để mà đến được với nhau, thì cái ba đó nó hạnh phúc. Cái ba nó hạnh phúc. Mà chính cái đức của mình nó sanh từ những cái chuyện đó. Cho nên vừa rồi bên Florida mà cũng có nói đó, có nhiều khi mình nói hạnh phúc, xây dựng hạnh phúc gia đình, đâu phải chỉ có vấn đề hiểu nhau, thương nhau đâu. Còn cái cách nữa, cái cách mình hành xử với nhau. Và trong đó nó có một cái sự hy sinh. Chồng cũng có thể hy sinh cho vợ, vợ có thể hy sinh cho chồng, cha mẹ hy sinh cho con. Mình có từng hy sinh kiểu đó không? Có chứ. Nhiều khi mình nhịn đi chơi một chút, ham đi chơi lắm mà phải nhịn đi chơi, hy sinh đi chơi để gia đình được yên ấm. Nghỉ một cái buổi ở nhà để có mặt cho con, đó là hy sinh đó. Nhiều khi mình có cái vui riêng, nhưng mình biết hy sinh cái của mình. À, cho nên hồi đó trước khi Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa được Hòa Thượng giờ ngày tịch rồi. Lúc đó Pháp Hòa đang làm thị giả trong mùa an cư, thì vị Hòa Thượng đó có cho Hòa bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình.
À, trước khi đi tu ngài cho qua bài thơ đó đó, và ngài còn nói rằng ngày nào mà con được xuống tóc đi tu, thầy cho con thêm hai câu: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Đó là hai cái bài thơ mà khi đi tu Pháp Hòa được nhận từ một vị hòa thượng. Ngày nay ngài đã viên tịch, nhưng mà bài thơ đó vẫn đi với mình như là một sự, một người bạn đồng hành để mình vượt qua tất cả mọi cái chặng đường khó khăn của cuộc sống tu tập. Thì chúng ta cũng vậy, quý vị nên học thuộc một vài câu kinh để làm người bạn đồng hành trên con đường giác ngộ của mình. Quý vị có đọc cái bài đó không? Cái bài kệ dân hương trong đó có câu đó: nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ đó. Nhiều khi bạn đồng hành của mình chính là những lời kinh, những câu kệ mà nó giúp cho mình vượt thắng những khổ đau, những bế tắc, những phiền não ngay trong giây phút đó. Nhiều khi á, mình đang bực bội lắm, mình muốn hành xử một cái hành xử cho nó thỏa mãn cái cơn giận mình, nhưng mà mình nhớ một câu trong kinh Pháp Cú: nó đánh tôi, mắng tôi, nó hại tôi, giết tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Tại vì mình nghĩ người đó hại mình, người ta chửi mình, người ta làm này kia. Nó đánh tôi, mắng tôi, nó hại tôi, giết tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nhưng ngược lại, nó đánh tôi, mắng tôi, nó hại tôi, giết tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù tự đẩy lui. Thì cái bài đó nó trở thành ra một cái tiếng chuông, một cái thức tỉnh. Không phải là bạn đồng hành của mình là gì. Bài đó không phải là bạn đồng hành của mình là gì. Quý vị sáng Pháp Hòa thực tập đánh răng. Thường thường mình có thói quen đánh lẹ lẹ. Thì cái cách Pháp Hòa đánh răng là Pháp Hòa đọc cái bài kệ đánh răng bằng chữ Hán rồi bằng tiếng Việt. Đầu tiên Pháp Hòa đọc chữ Hán: sáu khẩu liên tâm tịnh, dẫn thỉ bách hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, án hám án hãn xóa ha. Đọc chữ âm Hán xong dịch ra tiếng Việt. Đọc ra tiếng Việt là lấy nước để súc miệng, giờ như là nước này dẫn đến những cái mùi thơm của hoa. Xong rồi đọc cái bài: súc miệng và đánh răng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Trong cái khoảng thời gian mình đánh răng, tâm tư của mình quán tưởng hai bài kệ, đủ cái thời gian để mình chà được bộ răng. Súc miệng và đánh răng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Phải không? Ai cũng muốn miệng mình thơm. Nhưng mà miệng thơm chưa trọn, chưa đủ bằng miệng thơm lời chánh ngữ. Mà lời chánh ngữ đó từ đâu ra? Từ cái vườn tâm của mình. Phải không? Và mình đánh răng và súc miệng để làm gì? Cho sạch cái miệng. Đâu có ai muốn miệng mình hôi. Nhưng mà thường thường á, cơ thể mình á, chỗ nào có cái khiếu là chỗ đó có tạp dơ. Nói rõ là chỗ nào có lỗ là chỗ đó dơ. Mắt mình có lỗ ghen, mình có lỗ tai, mình có lỗ mũi, mình có lỗ miệng, mình có đường tiểu tiêu. Có phải là những chỗ đó nó đều ra những cái tạp dơ không? Nếu mình quán tưởng theo, mình quán chiếu theo theo cơ thể học, nhưng mà rõ ràng những chỗ đó nó đều ra những tạp dơ, thì rõ ràng chúng ta cũng phiền muộn với nó lắm. Vì vậy mà hãy cái gì nó cũng có cái bài kệ các tổ sáng tác, sáng chế, rồi dựa theo những lời kinh Phật để mà giúp đỡ cho hành giả tu tập tiến bộ. Cho nên người bước vô chùa đầu tiên là phải học cái quyển các bài kệ thực tập chánh niệm hàng ngày, gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Bây giờ quý vị không biết chữ âm Hán, quý vị học tiếng Việt, có cái quyển sách bằng tiếng Việt có tên là Từng Bước Nở Hoa Sen. Quyển đó là có mấy chục bài kệ hoàn toàn bằng tiếng Việt cho mình thực tập. Uống trà có bài kệ uống trà, nhìn cái gương có bài kệ của soi gương. Rồi sau này còn thêm mấy bài kệ nữa, nào là coi tivi nè, nào là mở cái laptop, cái computer lên nè, rồi coi tivi nè. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Rõ ràng không? Tâm mình là một máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm,
cái gì không chứa ông tâm, ai bấm cái nào cũng ra đó. Hỏi ông ba mình nói ông ba cho nghe, hỏi ông tư mình nói ông tư cho nghe, đứa nào trên trong cái xóm này mình cũng biết hết á. Tài tử phim Hồng Kông, Đài Loan gì, ai mình cũng biết hết. Trong tâm mình quá trời thứ phải không, mà hãy mình bấm lộn cái thì cái thứ nó không đúng nó ra. Cho nên mình phải có chánh niệm, có muôn ngàn nút bấm thì hãy chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Nào là kệ lặt rau, nào là kệ cắt hoa, kệ cắm hương, đều có hết. Mình học để làm gì? Giữ tâm mình cho nó chuyên nhất. Cho quý vị nào muốn biết chú Đại Bi thì nên kiếm mấy bài giảng đó để mình nghe hiểu. Hiểu thôi, nhưng khi hành trì, vẫn hành trì cái nguyên âm như vậy để cho sự nhiếp tâm nó trọn vẹn. Thôi chúng ta hết giờ. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng khỏe. Dạ. Dạ. Để trả lại cái bài giảng mà nãy giờ thầy nói về cái ăn cái là cân bằng thì nhớ lại câu là hồi đó quê nhà thì cái người mà đàn ông có lẽ còn nhà bên nam thì nó nặng hơn, mà khi qua tới đất nước này rồi thì bên nữ mình giữa nam và nữ mình cũng muốn cân bằng, nhưng mà đôi khi có thể không phải đôi khi mà có thể nhiều khi là bên nữ nó nặng hơn bên nam. Hãy để cho tôi còn là này complain á. Thì cuộc sống mà hễ cái gì mà nó đều có cái thuyết của nó phải không, nó có đều có cái nhưng mà cách của Phật á, là không có bỏ gì hết. Cái gì mình cũng phải dung hòa, ngay cả đạo giáo tâm linh đó. Thí dụ trong gia đình á, một người đạo Chúa, một người đạo Phật, mình cũng không thể nói đạo Phật hơn, không thể nói đạo Chúa hơn. Tốt nhất là hai vợ chồng ngồi lại để có cái sự dung hòa, học hỏi lẫn nhau. Đừng để cái chuyện tâm linh, tôn giáo mà ảnh hưởng tới hạnh phúc. Các ngài trên cũng đâu có muốn, các ngài trên cũng muốn mình hạnh phúc mà. Mà vì theo các ngài mà mình hạnh phúc đổ vỡ là các ngài sẽ không có vui, phải không? Các ngài có mặt để chỉ cho mình cách sống hạnh phúc. Và quan trọng là quân bình. Xã hội thì con người người ta có điều cái nhìn hết. Cho nên cái đó gọi là biên kiến đó. Nếu thái quá một bên nào thì cái đó là cái nhìn một bên, phải không? Mà cái biên kiến nào, hay là dù là biên kiến, dù là đoạn thường kiến, đoạn kiến hay tà kiến, nó đều nằm chung một khối với nhau là tà kiến. Rồi chi tiết cái tà kiến là loại kiến gì. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ biết rằng ở Việt Nam thì có thể như lời bác nói là có thể gọi là trọng nam khinh nữ. Rồi qua bên này ngược lại thì trọng nữ khinh nam. Tạm vậy đi. Nhưng mà mình đâu phải, mình đâu có cần chống bán chi. Mình là người giỏi thì biết dung hòa. Giống như á, mình là có văn hóa Việt Nam, nhưng mình sống nước Mỹ, mình vẫn phải học cái văn hóa Mỹ. Mà tốt nhất là mình có thể hội nhập, mình hòa nhập, nhưng mình đâu có hòa tan. Mình hòa nhập với văn hóa nước Mỹ, nhưng mình không có hòa tan đánh mất mình, vẫn là bản chất của người Việt. Cho nên, nhưng mà mình đến nơi nào mình vẫn ứng dụng, mình sống được hết. Thì cái đó là cái đặc thù của mình, chứ không nói là bên nào hết. Tại vì đứng bên nào cũng là mình cũng bị cái biên kiến. Cái quan trọng là biết dung hòa. Món ăn nào nó cũng ngon, nhưng mình chê món đó dở là không được. Cái nào anh ăn được, anh ăn khá một chút. Cái nào nó không được thì anh ăn ít, hoặc là để người khác ăn. Chứ nói cái này mà ăn gì thấy ghê. Nó ghê ai ăn chi. Tại nó ghê với mình thôi, chứ đâu ghê với người khác, thấy không? Cho nên đừng đứng bên nào hết, mà cái quan trọng là mình biết. Thí dụ như ở Việt Nam á, mình nói là không, đàn ông không có lo việc nhà. Nhưng qua xứ này á, vợ cũng phải đi làm vậy. Đâu có ở nhà ở không đâu. Thì vợ cũng đi làm, chồng cũng đi làm, thì hai người đi làm để kiếm tiền, mới có cái chuyện là join chung cái account để mà xây sở trong gia đình. Thì phải join chung một cái bữa cơm. Thí dụ chồng nấu ăn thì vợ nấu ăn thì chồng rửa dọn, nấu cơm, làm việc phụ. Ăn thua là chúng ta ý thức để chúng ta sống dung hòa. Mà cái này không có phải ai lỗ lã, đây là sự chia sẻ. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi làm vậy tôi lỗ. Không lẽ vợ chồng sống lỗ lời với nhau, phải không? Cái quan trọng là mình biết dung hòa mình sống.
Không có người mẹ nào mà nói tôi lỗ quá, nó cứ ăn hoài mà nó không nuôi con mà tính lỗ tính lời thì mai mốt nó nói con nuôi má con lỗ dữ. Má chưa được ăn tiền già để con hưởng gì chứ. Thấy không? Tình thương không có lời lỗ. Cho nên trong cái tác phẩm mà Bông Hồng Cài Áo á, trong cái đó cái câu là mẹ là thương con thôi, nó hiển nhiên vậy đó. Chứ không cần phải nói là mẹ phải thương con, không có phải gì hết đó. Cái tình nó rất là thiêng liêng. Mẹ là thương con. Giống như cháu mình đó, nó lem luốc mà mình vẫn hung được, tại vì nó là cháu mình. Máu ầm cái gì đó, máu ai thơm thịt nấy. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta tu tập đó, là chúng ta không phản bác mà chúng ta biết. Quý vị thấy á, đốt với tiền vàng bạc nè, những cái phong tục của nhân gian á, trong chùa Phật giáo cũng tiếp nhận. Nhưng chúng ta biết thổi vào đó những cái ý nghĩa sâu sắc, để chúng ta hướng dẫn cho cái người làm việc đó, người ta làm một cách có tính cách tích cực, trong sáng, đầy đủ cái tình, cái lý. Ví dụ như người ta đốt với tiền vàng bạc, mình không bác được, tại cái đó là cái văn hóa người ta mà. Nhưng mình hướng dẫn thôi, đốt ít thôi, chừa một phần để mình đi bố thí. Nhưng mình bác người ta sẽ rất là khó chịu với mình, và thậm chí người ta cho mình là không có nguồn cội nữa. Phải không? Thành thử cái quan trọng là chúng ta biết dung hòa. Mà Đức Phật chúng ta đó là một người dung hòa rất hay. Ngay cả năm giới mà ngày nay chúng ta thọ đó, đi qua Ấn Độ coi, Ấn Độ giáo vẫn thọ mà, Ấn Độ giáo vẫn có năm giới mà. Nhưng mà Đức Phật vẫn giữ năm giới đó, nhưng mà Đức Phật thêm thắt, làm cho năm giới này nó sáng tỏ ra. Và đây không phải là những giáo điều mình học để mình tiếp nhận được cái sự ban thưởng của ơn trên, mà đây là năm điều chúng ta học tập, tu tập để làm nền vững chãi cái nền tảng hạnh phúc, đạo đức của bản thân, hạnh phúc của gia đình, an toàn cho xã hội. Cho đại chúng nhớ nha, một người nào thọ tam quy và trì năm giới á, đóng góp được ba phương diện: tự thân có đạo đức, hạnh phúc của gia đình, an toàn trong xã hội, mà hoàn toàn Phật không có phải ban phước lấy điểm gì với Phật cả. Anh giữ được, anh hạnh phúc. Mà Đức Phật còn biết tùy thuận mình hơn, giữ được một giới tới hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ, giữ được ba giới gọi là bán phần cư sĩ, giữ được bốn giới gọi là đa phần cư sĩ, ai giữ được trọn năm giới là toàn phần. Phật sợ mình trả giá đó, Phật nói trước luôn. Con giữ được một giới, hai giới, cho tới ba giới, cho tới bốn giới, cho tới năm giới. Mà nghĩ kỹ coi, năm giới này hoàn toàn cho cuộc sống của chúng ta. Cho quý vị nhớ là đạo Phật biết dung hòa, đi đến đất nước nào tiếp nhận cái văn hóa của nước đó, nhưng thổi vào đó những chân lý để làm cho cái văn hóa đó giàu đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Chúng ta làm việc gì mà chúng ta hiểu thì việc làm đó sẽ mang cái tính cách tích cực. Lỡ thiếu cũng không có phải là tội lỗi gì, mà có làm thì cũng không có tự cao tự đắc là mình đã làm, phải không? Mà mình biết rằng mình làm việc này nó sẽ đẹp cho tất cả, nó dễ thương cho tất cả. Thôi chúc đại chúng an lạc, dịp khác chúng ta sẽ gặp tiếp. Rồi bây giờ trước khi mình kết thúc, xin đại chúng cùng chắp tay hướng về Hòa Thượng Viện Chủ, với tất cả lòng biết ơn Hòa Thượng đã cho phép và tạo duyên cho chúng ta được chiều hôm nay, cũng như Thầy trụ trì hai ngày đã thương và sắp xếp mọi việc để chúng ta có được một buổi tối an lành như thế này. Chúng con kính niệm ơn Hòa Thượng Viện Chủ, Thầy trụ trì, kính nguyện quý Ngài thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và sắp sửa cũng cuối năm, hết năm 2022, chúng con kính nguyện Hòa Thượng có nhiều sức khỏe, bình an. Thầy Viện Chủ cũng vậy, cũng như toàn thể đại chúng, gia đình được bình an, hạnh phúc, tâm nguyện của mình được viên thành. Bước sang năm mới được đầy đủ thắng duyên trong cuộc sống. Và chúng con xin đại chúng cùng đọc bài hồi hướng. Nguyện đem công này hướng về khắp
tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.